Công an quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội mới đây đã triệu tập nam tài xế điều khiển xe ô tô biểu diễn grip, một kỹ thuật lái xe thường được các tay đua chuyên nghiệp sử dụng trong các giải thi đấu, gây náo loạn khu vực Nhà hát Lớn Hà Nội. Tài xế là NNT, sinh năm 1984, trú tại phường Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm. Tại cơ quan công an, bước đầu tài xế T khai nhận điều khiển xe ô tô chạy grip trước khu vực Nhà hát Lớn Hà Nội vào rạng sáng ngày 16 và 17 tháng 4 vừa qua. Xe ô tô đã chạy với tốc độ cao, thực hiện động tác grip nhiều lần tại đây. Thời điểm diễn ra vụ việc, đường khá ướt do trời mưa và có nhiều người đứng trên vỉa hè theo dõi. Hiện xe ô tô đã bị tạm giữ. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Hoàn Kiếm đang phối hợp cùng Viện Kiểm sát Nhân dân quận lập hồ sơ xử lý tài xế trên về hành vi gây rối trật tự công cộng.